Xin chào, chào mừng bạn trở lại với kênh YouTube của Mini Studio. Lúc trước mình có làm một video về kháng cự và hỗ trợ cho những bạn mới bắt đầu. Tuy nhiên là mình nhận ra là ở trên livestream thì có rất nhiều bạn hỏi về cái vấn đề này và chưa có nhiều bạn biết về cách sử dụng đường kháng cự và đường hỗ trợ như thế nào. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn cụ thể hơn về cách vẽ kháng cự và hỗ trợ cũng như là cách áp dụng nó vào việc giao dịch của mình để cho bạn có thể tìm ra được điểm mua, điểm bán thích hợp và tự tin hơn trong quyết định giao dịch của mình ha. Trong trường hợp bạn vẫn chưa biết kháng cự và hỗ trợ là gì thì bạn có thể xem lại video mình hướng dẫn cơ bản về kháng cự và hỗ trợ, thì mình sẽ để link video ở phần mô tả phía dưới ha. Ok, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là mình sẽ vào những mã cổ phiếu cụ thể và mình sẽ xác định xem là kháng cự hỗ trợ của nó như thế nào và cách mà mình dùng nó để giao dịch và mua bán như thế nào ha. Đầu tiên ở đây thì mình sẽ có một cái ví dụ rất là cụ thể là VN Index. Ở đây mình sẽ có nè, mọi người có thấy mình vẽ một cái đường này không? Thì đường này cũng là một đường hỗ trợ luôn, nhưng mà nó không phải là đường hỗ trợ theo kiểu là nằm ngang. Thì ở đây nó sẽ là một đường hỗ trợ ở phía dưới. Thì cách của mình vẽ là mình sẽ vẽ nối từ những cái đáy, hai cái đáy trước lại với nhau thì nó sẽ thành một cái đường kênh dưới như thế này. Thì nó đóng vai trò giống như là một đường hỗ trợ của chỉ số. Ví dụ như mà nếu mà nó nối càng nhiều những cái điểm đáy này lại với nhau thì cái đường hỗ trợ, cái kênh giá đó nó càng mạnh. Ở đây mọi người thấy không? Tức là nếu mà mình vẽ sẵn cái này được rất lâu rồi và VN Index nó rớt xuống đây thì nó sẽ được đẩy lên, nó đỡ lên lại ha. Đó, thì nó đóng vai trò là giống như vậy. Nó giống như một đường hỗ trợ vậy, nhưng mà nó là đường chéo chứ không phải là đường ngang giống như mình hay học. Thì mình nghĩ đây là một kiến thức mà mọi người cũng nên biết khi mà mình bắt đầu giao dịch, tại vì nó không phải lúc nào nó cũng nằm ngang và nó xuống tới đây xong nó bật lên lại, mà nó sẽ có những cái đường giống như vậy ha. Đó, thì mọi người thấy. Ví dụ như là mình bình thường nếu mà mình không biết á thì mình sẽ nghĩ là nó sẽ rớt xuống đây, nó lên đây, nó rớt lại xuống đây thì nó mới bật lên lại, nhưng mà không, nó có một cái đường kênh giá hỗ trợ ở đây thì nó sẽ rớt xuống đây và nó sẽ có cái đường hỗ trợ để nó bật lên lại ha. Và ở đây mình sẽ có vẽ một cái vùng này, thì vùng này mình gọi là vùng hỗ trợ ha. Thì nếu mà giá nó rớt xuống cái vùng này á thì nó sẽ thường là nó được hỗ trợ, nó giống như một cái đường hỗ trợ đó, nhưng mà nó không phải là đường mà là vùng. Tại vì bình thường á mình có lúc mình hơi khó xác định một cái đường nhất định, mà nó sẽ là một cái vùng luôn giống như khúc này. Mọi người thấy không, nó mà rớt xuống đây thì nó sẽ bật lại. Thì nếu mà giá rớt xuống đây thì nó cũng sẽ được hỗ trợ và nó bật lại. Ngược lại nếu mà nó là vùng kháng cự thì nếu mà giá bật lên á thì nó sẽ bị đẩy xuống ha. Thì đây là một cái vùng rất là quan trọng đối với VN Index ha. Rồi mình đi một cổ phiếu tiếp theo ha, ví dụ như là Techcombank. Thì mình sẽ có hai cái như thế này. Nếu bình thường á mọi người có thể vẽ một cái đường hỗ trợ dưới này ha. Nhưng mà mọi người có thể để ý nè, là những cái điểm này nó thường nó sẽ không đều nhau. Thì mình sẽ nên vẽ vùng hơn là đường, thì mình sẽ dễ xác định hơn. Vậy như thế này. Đó. Thì mình sẽ có một cái vùng hỗ trợ ở đây. Thì nó rớt xuống đây thì nó sẽ kiểu là nó sẽ dao động ở trong cái khúc phần này, sau đó nó bật lên lại ha. Thì đó là vai trò của vùng hỗ trợ. Ở đây mình sẽ vẽ một cái đường hoặc là vùng cũng được ha. Ví dụ như mình vẽ vùng đi thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ từ cái điểm cao nhất nè, tới cái đỉnh của cái phần này. Đó. Thì nếu mà mọi người vẽ đường á thì mọi người sẽ không biết là một là vẽ ở trên này hay là vẽ ở dưới này ha. Thì đại loại là nó như vậy. Nếu mà mình vẽ đường á thì mình sẽ vẽ cái điểm cao nhất ở trên này. Đó. Thì nếu mà đường thì nó sẽ giống như vậy. Đó. Thì giá nó lên đây thì nó sẽ bị bật xuống. Thì tùy vào cách mọi người vẽ và cách mọi người xác định ha. Nói chung là nó cũng tùy thuộc vào mỗi người nữa. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà có những cái biểu đồ mà có những cái cây nến dao động nhiều như thế này ở trong một vùng nhất định á, thì mọi người nên vẽ thành cái vùng hỗ trợ như thế này ha. Thì kịch bản giao dịch của mình sẽ như thế nào? Thì nếu mà mình giao dịch thì mình sẽ dựa vào vùng và đường hỗ trợ kháng cự để mình giao dịch như thế nào ha. Thì ví dụ như ở đây là Techcombank thì nó đang ở trong cái vùng hỗ trợ này. Thì ví dụ như là mình giao dịch đó thì mình có thể mua vào một cái phần này, và khi mà nó bắt đầu nó đánh lên đó thì mình sẽ mua gia tăng ở trên cái phần này ha. Thì cái này là mình không có khuyến nghị mua bán gì ha. Nếu mà bạn mua bán thì bạn tự chịu trách nhiệm cho cái quyết định của mình ha. Cái này mình chỉ dùng cái cổ phiếu này để mình giải thích cho cái việc áp dụng đường kháng cự hỗ trợ như thế nào thôi ha. Rồi thì ví dụ như mà nếu mà giá nó rớt xuống đây á thì mình sẽ bán ra ha. Thì mình sẽ bán ra, tại vì nếu mà nó rớt xuống đây á thì cái phần ở trên này nó sẽ là vùng kháng cự, thì nó sẽ hơi khá là mạnh cho Techcombank.
thì nếu mà giá mà nó đâm thủng cái vùng này, nó kết phiên ở dưới này nè, bạn nên bán ra và đợi khi nào mà nó bắt đầu nó lên lại trên đây á thì mình mua lại. Đó thì đó là cách giao dịch dựa trên kháng cự và hỗ trợ ha. Còn nếu mà ở đây á thì mình có thể mua vào một ít, mình đừng có nên là mua hết ha, tại vì nó vẫn đang sập sình ở trong cái vùng này. Nếu mà mình mua all in hết và lỡ mà nó rớt xuống đây á thì coi như là mình mất một số tiền rất là lớn. Nhưng mà mình chỉ nên mua thăm dò phần này thôi. Và khi nào mà nó bắt đầu đánh lên á thì mình và nó cho những cái tín hiệu rõ ràng hơn thì mình bắt đầu mua vào nhiều hơn ha. Tiếp theo là ví dụ như FPT đi. Đây, FPT thì giống như cái hướng nãy mình nói là mình áp dụng một đường kênh giá ha. Thì cái này cũng là đường hỗ trợ và đường kháng cự luôn. Thì cách vẽ của mình như thế nào? Đây mọi người có thể thấy nè, mình nối những cái này lại với nhau. Đó, thì mọi người thấy là nó sẽ có 3 phần đúng không? Đây. Đó, thì giá nó rớt xuống đây thì nó bật lên lại, rớt xuống đây thì nó bật lên lại. Thì nó sẽ một đường kênh giá và nó bắt đầu đi lên ha. Thì những cái cổ phiếu mà nó có những cái đường kênh như thế này thì nó sẽ đi lên rất là bền vững ha. Đó, nó cứ đi lên xong nó đi xuống hoặc là đi ngang tích lũy ha. Sau một thời gian thì nó bắt đầu đánh lên. Đó, và nó bắt đầu xuống một, nó điều chỉnh một chút và nó bắt đầu tích lũy tiếp và nó cứ lên. Nếu mà nó cứ đi lên như vậy hoài á thì nó sẽ rất là bền vững hơn là những cái cổ phiếu mà nó cứ lên dốc thẳng đứng và nó không có những cái thời gian tích lũy á, thì những cổ phiếu đó thì nó sẽ rất là dễ rớt, và nếu mà nó rớt thì nó sẽ rớt rất là nhiều. Thì lúc mà nó đi lên tích lũy thì nó sẽ tạo ra những cái vùng kháng cự và hỗ trợ, ví dụ ở đây đó, mọi người có thể thấy nè, nếu mà rớt xuống đây thì nó sẽ bật lại, thì giống như vậy, tương tự như vậy ở đây. Hiện tại nó đang tích lũy ở trong cái vùng này ha, thì mọi người có thể thấy, và nó đang ở đường kênh giá dưới nè, thì nó rất là khó để nó thủng cái đường này ha. Thì cái chỗ này nó sẽ là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh của FPT. Thì giống như lúc nãy mình nói, thì nếu mà bạn mua, ví dụ như bạn mua thì bạn sẽ mua ở đây ha. Và ví dụ như mà nó lên tới trên này, ví dụ như nó ở đây nó bật lên, nó lên trên này, và nếu mà bạn là trading đúng không, thì nếu mà bạn mua ở đây xong rồi nó bật lên tới đây thì mình bán ra và mình đợi nó rớt xuống cái đỉnh kênh giá dưới này thì mình mua lại. Còn ví dụ như mà nó đang ở đây và bạn mua vào xong rồi nó thủng ở dưới này thì mình phải bán ra liền thôi, chứ mình không có đợi ha. Thì nó đã vi phạm cái đường hỗ trợ này rồi, thì sau đó cái đường hỗ trợ này nó sẽ trở thành đường kháng cự và nó sẽ rất khó đi lên lại. Thì ví dụ như mà mình mua ở đây mình mua một ít, sau nếu mà nó lỡ nó rớt xuống đây á thì coi như là mình bán ra mình chịu lỗ một ít thôi. Chứ nếu không á, nếu mà nó rớt xuống đây mà nó đi xuống hoài á thì sẽ rất là khó cho mình, và ngoài việc là mình bị lỗ mình còn bị trôn vốn nữa. Đó, thì mình nên để ý những cái này để mình giao dịch ha. Thì ví dụ như mà nó rớt xuống á, thì nó sẽ có một cái chỗ hỗ trợ ở đây ha. Đó, thì nó sẽ có một cái đường hỗ trợ ở đây. Nếu rớt xuống đây khả năng là nó xuống đây nó sẽ bật lên lại một chút. Thì mình sẽ dựa vào những cái kịch bản đó để mình giao dịch, chứ mình không có đoán là cái này nó dày rồi thì chắc chắn nó sẽ lên. Không biết được ha. Ví dụ như lỡ mai nó ra một cái tin gì đó xấu và nó đẩy giá cổ phiếu FPT xuống, nó rớt xuống dưới này á và nó kết phiên dưới này thì mình phải bán ra ha. Tại vì nó sẽ thành một cái đường, nó sẽ thành một cái vùng kháng cự ở trên này. Và khi mà giá cổ phiếu rớt xuống đây mà nó lên đây thì nó sẽ rớt xuống lại. Đó. Thì đó là cái cách mà mình áp dụng kháng cự và hỗ trợ trong cái quá trình giao dịch của mình, và mình ra những cái kịch bản cho cổ phiếu để mình biết là nếu mà nó đi lên hoặc là đi xuống thì mình xử lý như thế nào ha. Và đó là cái cách vẽ của kháng cự hỗ trợ, thì nó sẽ có đường kháng cự hỗ trợ giống như là mình học trước kia ha. Tiếp theo là vùng ha. Thì nếu mà vùng kháng cự hỗ trợ thì mình sẽ hiểu hơn về cái cách mà nó tích lũy ở trong cái khu vực này và sau đó nó lên hoặc là nó xuống. Thì một cái vùng thì nó sẽ an toàn hơn cho mình trong quá trình giao dịch. Cái thứ ba là những cái đường kênh giá. Những cái đường kênh giá này cũng là đường kháng cự hỗ trợ, nhưng mà nó sẽ đi theo đường chéo và nó gọi là nó tạo ra một cái trend line cho cổ phiếu. Thì mình dựa vào đây mình sẽ biết là nó đang ở trend tăng hay là trend giảm. Ví dụ như đi lên đây là trend tăng, nhưng mà nếu mà nó xuống như thế này, nó đi xuống như thế này thì là trend giảm, thì mình không nên tham gia vào những cổ phiếu trong cái thời điểm này ha. Thì nó trên giảm thì nó cứ đi lên một chút xong nó lại giảm xuống và nó cứ giảm xuống hoài. Thì mình khi nào đợi nó hình thành một cái phần tích lũy hoặc là nó bắt đầu đi lên trở lại, nó phá vỡ cái trên giảm này thì mình hãy tham gia vào ha. Đó thì là những cái mà mình muốn chia sẻ với bạn về kháng cự và hỗ trợ trong cái phần nâng cao này ha. Mình hy vọng là qua video này bạn có thể hiểu hơn về kháng cự và hỗ trợ, cũng như là sử dụng nó để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn cho bản thân mình. Nếu mà bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì thì đừng ngại để lại tin nhắn cho tụi mình biết nha.
Hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau. Bye bye.